Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Thì sáng hôm nay mình làm cái món mực dùng thịt sắp cà nha cả nhà, với cánh gà chiên nước mắm. Mực thì con mình nó đang làm ở chổng á, bây giờ mình sắp thịt này để mình bằm, mình xay ra để mình dồn với mực. Ở đây mình có chuẩn bị 1,5 kg cánh gà, 1,5 kg thịt, 100g nấm mèo, với lại bịch bún tàu, rồi hành tỏi, 1 kg cà chua với ngò với hành. Rồi giờ mình sắt cục thịt này ra để mình bằm con mình nó xay. Mình sắt ra đi. Rồi mình cũng chặt cánh gà này để mình chiên. Rồi mình bắt chảo lên để chiên cánh gà. Rồi mình đổ dầu vô. Cánh gà nè mẹ ơi. Để mẹ để vô. Được cái sẵn. Lấy cái gắp không? Lấy cái gắp cũng được. Rồi mẹ để vô coi. Gà chặt cái một khúc thịt nè, mới được cái trắng. Cái gì cho con phụ với? Ừ, con coi chùm lửa này con, dùm cô Tư đi. Trời ơi, chuyến này mấy bữa này nghỉ hè có cháu đưa ở Sài Gòn về. Hai ấy không mẹ? Hai thằng. Hai con? Chảo không mẹ? Chảo đi con ơi. Để mình chỉ khó mình chảo nó đi. Thì không có cái ghế ngồi hả? Được rồi mẹ ơi, thấy không rồi con đi sắt gà cho mẹ. Vậy để mẹ để điều lửa lại. Để thôi con đi sắt gà đi đi, mẹ chụm luôn sẵn mẹ coi mẹ cơm luôn cho. Dạ, yeah. Đi. Sắt gà với sắt nấm mèo cho mẹ đi. Dạ. Yeah. Rồi mẹ coi nha. À, mẹ coi. Để lửa từ từ cho nó vàng. Con sắt đại đi, còn nấm mèo thì nấm mèo. Dạ. Để sẵn hồi mình dồn vô con mực cho nó dễ. Để con sắt thọc lụ. Rồi thịt con mình nó xay cho mình xong rồi, giờ mình ướp mà vô nửa muỗng đường. Nãy mình có ướp miếng muối rồi, giờ mình thêm chút hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt. Mình để hành tỏi phi vô. Mình để vô ít tiêu. Mình để tiêu sau mình trộn cho gia vị nó đều cái hả. Giờ mình để nấm mèo này vô trong thịt luôn. Nấm mèo hơi nhiều, mình để vừa vừa coi cỡ nào trộn lên chứ hả. Để nhiều quá nó cũng không ngon. Cái này bún tàu mình rửa sạch rồi mình cắt ra ngắn ngắn mình để vô luôn. Con phải thế nào cô ơi. Con giỏi quá, cảm ơn nha. Rồi để đây đi. Rồi cắt cái đen đen nó ra Hiền ơi. Cái hành với tỏi con để riêng cho mẹ hết đây rồi. Còn hồi nữa mẹ xấy gà hay sao mà nó bằm luôn. Tỏi xấy gà thì tỏi không à. Còn hành với tỏi con để mẹ xào cà cho nó thơm á.
tỏi không để riêng đi, hồi nữa là mẹ xách ghim nước mắm á. Ổi gà nó vàng rồi mình vớt ra, mà vàng rồi mình vớt ra trước. Lên để mình xào cà. Trời chuyển mưa tới rồi, gió quá chừng luôn. Để vô ít mỡ để mình phi hành. Để hành để tỏi vô cho nó thơm. Bố Tư ơi. Xong hả con cà đó hả? Dạ hả? Rồi để cô Tư đợi hành nó vàng, tỏi vàng rồi cô để vô. Rồi mình để vô muỗng đường, hạt nêm. Rồi mình để vô nữa muỗng bột ngọt. Phụ với. Nè anh phụ vô mực với em đi. Cho có công chuyện làm với. Anh nhầu rồi, cái mũi mẹ nhầu rồi nè. Đó, con đỏ lại coi chứ. Ngồi coi nữa, ngồi đó đi. Cho em coi vậy. Trời ơi. Ngồi đó đi. Anh em làm khán giả hả? Được không? Con nó to nhất đó. Nước, còn nước nè. Nước lúc nãy giờ chậm rồi mà nó chưa hết. Chút xuống chờ hết nước con này. Trong nó có trứng nữa nè. Con mực này quá bự. Con mực bự giòn cũng ngon. Sắp mưa nữa, gió quá xa. Trời giờ nay chuyển là mau mưa lắm, chuyển nó theo gió hù hù tới. Mưa giờ gió quá rồi, dừng chắc lại. Gió là để mưa nó tạt. Mưa chuyển mưa tới đen hết trơn rồi gió tới nữa. Thơm cái đít đó đi. Cắt cái lỗ nhỏ xíu rồi thôi. Của em xong rồi nè. Ê, con này nó bự quá. Đó anh em làm gì? Gắn cái dâu rồi đi. Cho nó đẹp. Cho nó ngon. Anh bắt chúng này nó bự quá. Có một con bự là anh tốn số đó. Em lấy tăm em ghim vô. Đưa tăm chị tôm. Đây. Hay vậy ạ? Ghiền cho nó dính cái đầu xuống. Anh phụ em đi anh. Anh phụ em dịnh cái này cái anh. Đó mình em làm khó. Con mực trong gắn cái đầu ngược thì vậy. Kể đó đi. Em xiên bên đây một cái nữa. Em xong rồi đó. Con bự quá nè. Chưa em thành con mực lại thấy chưa. Wow đảo à. Khoái con này không? Đợi xíu nè. Cái này nó còn bị gì thôi. Cái trứng á anh. Trời, ôi quá trời con mực bự. Lật cái bụng lên. Mưa tới rồi. Đừng chuyển bản mưa. Mưa mát. Để vô giùm mẹ luôn. Giờ để vô luôn chưa mẹ? Chắc được rồi, con để thử con trước à. Mẹ bưng. Mẹ bưng để gần lại nè, mẹ bưng cái ghế đi, con bưng cho mẹ. Đây. Dạ, con ơi. Cái dầu cũng vậy con. Được không? Được. Có cái dầu cũng tiện quá. Ừ. Để cho nó vàng nó chở cho. Bà sữa đâu, bà sữa. Rồi vậy con
con chim đi. Mẹ đi làm cái món để mẹ xuất cái dạc. Bà sữa đi đâu đây? Bà sữa. Bà sữa. Bà sữa. Bà sữa ơi. Con mình nó chiên mực xong rồi, giờ mình bắt chảo lên để mình xếp cà luôn. Cái chảo nhỏ giờ mình đổ qua cái chảo lớn này để mình xếp mực đó, cho nó rộng luôn. Tại nó con mực lớn quá. Chế thêm một miếng nước dừa để mình nấu cho mấy con mực nó thấm. Rồi giờ mình để mực vô mình nấu cho nó thấm con mực. Ngon quá. Làm cái nước sốt để mình ghim cánh gà lại cho nó vừa ăn. 2 muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt. Rồi mình để vô 2 muỗng nước mắm. Rồi mình quậy lên. Để vô đây hơn ít ớt. Có mấy đứa cháu nhỏ không dám để ớt nhiều. Rồi để tỏi vô. Mình trộn lên. Mình sao mình nó kẹo rồi mình đổ cánh gà vô. Mẹ ăn về được chưa mẹ? Đâu con lấy cái gì con kia muốn lên nó chín chưa? Dạ. Coi chắc nó chín rồi, nó chín rồi con ơi, chứ mình chín rồi. Chín rồi vậy thôi, nhấp xuống đi nó giận không con ơi. Cái tâm nè. Cái trời nó khô nước gì lại không? Nếu vậy nó chín rồi không ấy, gắp mình gấp ra đi rồi mình nấu cho nó cạn nước chút nữa mình đổ lên cho nó ngon. Nước quá mình vớt mực ra, giờ mình thắng mình sên cho cái trà này nó kẹo kẹo xuống, mình chế lên cho nó ngon. Mẹ sên cái nước sốt đó con cắt mực nha mẹ. Cắt ra đi, mẹ sên cho nó cạn, nó để mực nhiều quá không ngon. Dạ. Sắp xong rồi mẹ đem lên mẹ. Dạ. Con hồi này chiên nó bị rớt cái đầu ra rồi. Trời ơi, mực nguyên một cúc đuôi trứng không luôn mẹ ơi. Quá trình trứng luôn hả? Dạ. Trứng thành khối luôn rồi. Ngon quá. Nãy con mần cái con chừa trứng rồi á. Dồn thịt khúc trên không? Ngon quá. Hèm lắm hả Tôm? Gán đợi một xíu nha. Gán đi con Tư làm cho xong hết rồi ăn con ơi. Làm cho xong rồi ăn cho nó ngon. Wow, miếng này hết cưng quá, không biết có ai ăn không ta? Nè cầm, sao tước thì cho nó gì? Cho em đi. Rồi sao? Cho chị. Cho miếng nè Tôm. Thấy tội nghiệp quá mẹ ơi. Cho nó một miếng đi rồi chế nước sốt vô một chút xíu rồi cô Tư cho. Cầm cái thịt, cầm cái cục thịt rồi ăn đi. Xong rồi ăn cơm. Nước sốt nó sạch rồi, giờ mình để ngò gí vô cho nó thơm. Rồi hả Hiền?
Dạ rồi mẹ. Rồi vậy mẹ rửa nước sốt rồi. Ừ, dọn ra ăn cơm con ơi, chưa rồi. Đi dưỡng tư ý tâm. Ăn cơm ăn. Rồi đũa. Bàn ngồi gì? Tin nó cầm bàn luôn. Ừ. Vậy là con ăn muỗng với ăn cái đĩa này phải không? Rồi, cô tôi để cho. Bà dưỡng tư ăn cơm. Thôi bớt cơm ăn Hiền ơi. Dạ. Chưa rồi. À, Tin nó ăn muỗng với đĩa cho nó không có ăn lấy được con ơi. Dạ mời cha. Không, Tin không ăn đũa được hả? Được, tôm đi, tôm nè, tôm đi, tôm. Đầy quá, gấp đồ ăn. À, bớt cho cha nữa coi. Bớt cho cha chén này. Ố, con bớt. Cha nhường đó. Cha nhường cho thằng tôm rồi. Cái này của thằng Tin. Tin đó không? Dạ, Tin không ăn đũa được hả? Út mà. Đó. Mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Bữa nay. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi vậy ăn cơm rồi, con ơi. Vậy thôi nha. Nhìn gấp đồ ăn cho em đi. Rồi nên gấp cho. Để anh Hai gấp cho đi con. Để anh Hai gấp cho. Gấp được không con? Nè tao này. Gấp lên. À có cái muỗng không? Có cái muỗng hút vô con. Đây ăn hết thì gấp nữa cho nha. Để gì từ chấm cho nha. Ăn tự nó gấp cũng được. Để cho nó mắc cỡ nó gấp cũng được. Cho mẹ là Út, trứng không cái đuôi á lấy mẹ mấy cái đuôi là trứng mẹ ăn cái trứng chứ hồi đó giờ mẹ chưa lấy ăn cái trứng có à phải mẹ làm lỡ này mẹ rút hết trơn rồi đó mời cả nhà cùng ăn mực sách cài với mình ngon quá giận quá mời cả nhà hết trơn mực nó tươi nữa không ngon quá không thể nói nên rồi quá ngon nữa thịt ngon quá mực nó ngọt ăn nào nói chuyện đi nha thiếu cái muỗng á mẹ cái muỗng mẹ để lên bàn đó con à. Đợi đi. Mưa cô Tư cũng có thấy rau nữa. Tôm ăn bữa không mút mà. Nước sốt cả nước mút. Tiền nó khoái nước sốt này nè. Nước sốt còn xong hàng chảo nữa con. Được rồi là cũng hết luôn rồi. Cái trứng. Quá thì dẻo. Mình phải chừa lại cái tới hồi nhét hộp cái đẩy nó xuống dưới đường cái này lúc mình làm á cái thấy nó khó ha thì chiên lên rồi cái nó khối lại nó khối gì mình trứng nó dễ hả nào ăn cánh gà nữa nó cô Tư gắt chưa ớt quá ớt cay lắm mà cay hả ừ. Nửa tôm Tiên ăn được không tự nhiên ăn đi chảo nó thấy cái chén á để hồi dư lại cái anh Hiền ở ngoài đó lúc đó dạ hết rồi trong này hết rồi chàng Tin cái hết luôn lấy cái chén rồi múc cái đổ lên cho nó này thấy rau luộc chấm ngon lắm à thêm một em múc thêm ăn đi con mực này con cô Tư thêm nước cà vô nè con gấp được không được cô Tư múc cho rồi được gấp đi ôi luôn. Rồi, chan nước sốt vô. Nhân cảm ơn. Ừ, chan nước sốt vô mới ngon con ơi. Dạ. À, ăn cái đầu mực là ngon dữ à. Nhanh nè, nước sốt. Có được chế không? Có, để mày gửi vô đây cho nó thấm nó ăn ngon. Trời ơi, nó ngon quá. Mày con. Cái đầu ngon dữ hả cơm? Dạ.
ăn cơm một rau ăn cũng ngon. Ôi ăn cũng ngon. Ăn cũng ngon nó thơm. Trời trời. Ăn trúng cộng ngồi nữa ha. Như sốt ngon quá. Ừ. Bữa tối hôm đem bới cho. Được rồi, được rồi, ăn nó đem bới. Ủa không bưng được cơm để bên kia dễ ăn hả? Được rồi mẹ. Để gần thì dễ bới. Để án phước mặt tin không? Phước mặt em tin không? Trời ơi, gấp cái cục mực này coi ngon quá. Ăn hết thì chị bới hết cho. Ăn cái đầu mực đó. Sốt nè. Cho ăn thêm không? Cho ăn thêm mẹ. Cái đầu mực nó giòn. Chua chua mà. Tiên còn không? Còn. Chắc bới thêm một chén nữa quá. Ăn cái gì? Ăn gà hả? À. Đợi bới gà luôn. Dạ. Rồi ăn gì gấp đây? Gấp cho em đi để chuẩn bị hết. Rồi chị Hiền gấp cho em đi. Thì cái này phải bóc tay rồi. Rồi nó dính. Nè được rồi nè. Rồi xỉa trúng ớt rồi nó cay đó nha. Vậy ăn cái nào? Cái cắm đi. Rồi cắm cho. Nó cạp nó thích cắm mà, để nó cạp đi. Thích gì ăn đấy. Hèn chi ăn hết một chén là chén sao người ta đổi món. Cũng tính toán nè. Thịt chùm mực ngon quá ha. Mình mua được mực tươi thì ngon quá. Có hai nhóc này nè. Mực ngon quá quên gà. Gà ngon không tin? Ngon. À, con ăn đi con. Con sẽ ăn chế luôn. Ăn đầy luôn em. Dạ. Rồi. Chưa để đâu ăn hết anh bới nữa cho. Gấp được rồi. Muốn ăn gà, gà có cam mực nữa. Dạ. Gà ăn gấp gà cho nè. Dạ. Dạ. Con chưa hết dẫn ăn đi đây quá hả? Không. Không được thì chúng ta cũng gấp đi. Nó thích á, nó thích cái cánh gà. Trời xương nó ăn cũng được. Ngon hả? Cô. Nó ngon thôi, cô Tư cũng thử miếng rồi. Cũng ăn thử một cánh nè. Như này sẽ bỏ chanh. Hơi chua chua. Ngon quá. Gấp cho Tiên cái đùi á. Cái thịt. Gấp cái đùi này cho anh. Đó cái cánh. À cái. Cũng nó có thịt. À, cái này cho cha đi. Có cái có cái đùi nè. Cho anh Tiên cái đùi đi, anh Tiên dễ cạp. Ờ à, Tiên đấy hả? Rồi Tiên ra tay luôn. Ừ, nhiệt tình vậy đi con. Ngon lắm con. Cứ tự nhiên ăn đi. Tôm ăn hết rồi, tôm ăn như em vậy đó. Dạ. Ngon quá ngon hả Tiên? Vâng. Nhìn nó ăn thấy thương quá. Cầm cái củi luôn. Không nhớ nên lời luôn mà. Bữa nay mẹ cũng ngon quá, mẹ ăn miếng. Dạ. Thấy thèm quá. À, thấy. Ăn ít không sao. Mẹ nói mới nhớ luôn á. Lâu rồi mẹ đâu có ăn đâu. Bữa nay nó biết này nó thèm, nó thích món này rồi mẹ nấu luôn. Ai cũng thích món này. Món yêu thích mà. Chị cái da giòn. Ngon lắm. Cái cách thì nó giòn được khúc tập. Giòn xương. Nãy giờ ăn có ăn trúng mực chưa? Không có.
mà bên này được rồi mẹ, được rồi mẹ, mẹ ơi, còn rồi mẹ ơi, bên này còn hai đứa mẹ. Con à, để đây nhiều được rồi mẹ, việc sớt ra đi, ở đằng chảo cũng còn, đằng nồi cũng còn nữa kìa. Gần gần lại cho em nha. Em nhiệt tình rồi đó. Thôi để gần cho đó. Em đi. Đó. Cái giấy lót xương đi. Lấy giấy lót xương hả? Ừ. Thì lấy đây cái có dĩa nè mẹ. Đây. Để đây đi con, để đây luôn đi rồi để xương đi đó, để xương vô. Đó. Tiên đang ngày có ở tiên biết đó, tiên để trên giấy đó. Tiên lịch sự không? Em mới nói lên lời đó. Chuyên nghiệp mà. Đi. Quá trời mấy con chó hàng xóm. Nhộn nhịp. Hồi đó giờ mẹ má biết cái trứng mực á. Mẹ rồi mẹ làm là cái này mẹ rút mẹ móc bỏ hết rồi. Bình thường là mẹ làm mẹ cắt ra phải không? Mẹ cắt con mực ra. Mẹ chẻ mực cho luôn. Con thấy người ta làm á, là ta rút ra vậy, cái ta làm nhanh lắm nha, ta cắt cái mực ra xong ta lặn, ta lặn cái lấy cái răng xong rồi lấy con mắt ra một lượt luôn á. Hay lắm. Mấy đứa con là gành ăn đồ biển, mẹ ít lâu lâu mới ăn lần, mẹ đâu có gành đâu. Thì chứ mẹ gọc ra cũng có trứng mà mẹ không biết mẹ bỏ không. Cắn cắn rồi mẹ bỏ. Rồi món yêu thích của em rồi. Dạ. Ừ, biết tâm em chị bé nha. Bé gì mẹ? Nghe em hoài sao không no. Cái trong cái miệng đầy cơm mà đâu có trả lời được. Còn cái nồi cơm còn không? Trời, bữa nay nấu cơm nhiều lắm. Đây có mấy đứa cháu rồi, thêm mấy con cúng nữa. Con này là phải ra tay mới được. Lâu lâu nó về ăn cho vui. Bớt cho mẹ nửa chén rồi. Về chơi mà. Ừ. Nghĩ mẹ xe quá vô tư á. Nồi cơm này ta sắp tới cơm cháy rồi nè. Rồi chắc cạo nồi rồi đó. Tiên năm lấy món ngon quá rồi, đợi em làm xong rồi ăn luôn à. Cho nó ngon. Rồi dễ thương á. Rồi như đây nữa. Hết rồi mới nữa nghe. Dạ. Mắc ăn. Vừa nhai. Đây cái này thấy ngon quá nè. Cho em nè. Ừ, ăn đi em. Mẹ ăn trứng nữa đi mẹ. Nãy giờ mẹ ăn mấy trứng rồi, con ăn đi. Mấy cái đuôi. Bên mẹ đuôi nãy giờ mẹ ăn hai trứng rồi đó. Mấy khúc đuôi là có trứng hết. Ngán rồi, mẹ ăn mấy khúc rồi. Hết nồi cơm luôn. Hết nồi cơm mà. Ăn rồi con. Bữa nay mấy con bò nhà mình nó đói à. Gấp vô đường ăn cái. Quên nó ăn hết không? Cho nó nạt không? Không hết rồi. Nói với cái muỗng này cho có cho nó thấy không? Ăn ngon miệng ăn đi con. Ăn ngon miệng thì ăn đi con. Dạ dạ. Tiên ăn mực nữa không? Cô tôi nổi rồi. Tiên ăn mực nữa thì anh góp cho. Ăn miếng ớt à. Mới ăn mấy miếng ngon quá chừng. Ớt cay khiếp luôn á. Anh ăn có một miếng mà cay khiếp luôn. Thật quá à. Nghe cái mùi quá trời. Anh Khoa nó ăn ớt mà nó còn chữa vô luôn rồi. Nó chấm cái đũa vô con đắp ớt rồi mà nó cay. Cay khiếp luôn á. Gấp dai để mấy đứa em ăn nó cay cay xé luôn à. Cay nữa à. Tôi gấp ra đi của em đi con. Ăn ngon tên? Dạ ngon. Ờ. Lâu lâu rồi về cô Tư nấu cơm ăn ngon ha. Dạ. Gỡ khi hết rồi. Em tin ăn một đống xương quá trời luôn à. Nó thích cái cắm không à. Thích xương xương á. Thích cái cù lẳng á. Cô nấu miếng ớt thì khoai để ngồi em nó ăn cái rồi. Thôi. Rồi có ăn cay được hả? Rồi đây con, cho ăn cay được. Cô Tư sợ, cô Tư gấp ra đó. Chấm thôi chứ được, ăn cái miếng ớt rồi con cay chịu nổi đâu. Gấp bên này qua cho Tiên ăn. Tiên nó khoái cái cụ đó. Con gấp mấy cái cụ lẳng ở trên này.
dính ớt đó, ngon ớt quá mẹ. Mẹ có để một chút vô trong cái nước sốt ra. Có ớt cũng cay cay nữa mới ngon. Nghĩ để ít mà ớt này cay quá. Dính ớt đó Hiền ơi. Dạ, gỡ cái này ơi. Ở đây mình ăn ớt dở quá. Anh Khoa đó ăn ớt cũng nhớ cũng ăn ớt dở lắm mà sao giờ từ từ ăn quách rồi ăn chứ. Ăn từ từ. Như nó lột lưỡi từ từ. Lâu quá rồi con cháu về làm món gà chiên nước mắm. Rồi lại mực xoát cà ngon quá chừng luôn cả nhà ơi. Thôi mình cũng ăn no rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye. Bye bye.